các bạn ơi. Rồi, xe tải đúc đích qua luôn nha các bạn. Dướng mua ly rồi. Rồi nãy xích qua đây chút xíu rồi này. Nãy xích qua đây chút xíu vừa nè. Qua đây chút xíu chứ. Không có xích qua đây chút bên đây còn. Đủ má chưa xích qua đây chút được rồi. Chứ nên được không? Xích chuyển được hai con ốc ở đây không? Cái gì? Cái ốc đây không mà xích hoài hả? Trời ơi là trời chạy sao cho ốc vô đó luôn hay trời. Không có mày gịch cho bà bển chút đi cho ấy sức ốc ra. Rồi đi ngay vô đó, chị đi ngay vô đi. Đi ngay vô được không? Vừa vừa thôi bên đây nó đụng á. Không xăng được đâu. Đây chìa khóa chúng tôi bên này dưới rồi. Mình kết thúc video nha các bạn.